bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị xem tiếp. Hello anh chị, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con. Lời nói đầu tiên cho Trần Anh xin chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Hôm nay Trần Anh tiếp tục review một cặp cho ly, một em màu vàng, một em màu đen. Xe chuẩn như nhau, 76A04-06469 nha. Vàng két nha quý anh chị. Hai em này sản xuất năm 2004 luôn. Em này vừa mới đăng kiểm tháng 4 năm 2022. Dòng xe bản đủ, bánh treo đèn mắt liếc, nguyên bản nguyên zin hết. Máy 2 chấm nha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của hai em này đâu đó nó nằm trong cô chú anh chị 10-11 lít trên 100km thôi. Đây đồng sơn phong dáng nè, nước sơn rin còn. Phần táp lô, táp bi, nội thất sạch sẽ, liền lạc nè. Máy cực kỳ là êm rồi. Xe, máy bảo hành 3 tháng, hộp số bảo hành 1 năm. Ghế ở trong đẹp không cô chú anh chị? Nội thất nè, báo mẫu xe tầm trung. Mua về che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi rất là ok. Mẫu do ly, Mitsu nha. Bánh treo hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Nội thất đẹp. Tem rin còn nè, đây là bộ tem rin nha cô chú anh chị nha. Qua thời gian 5 tháng em nó rạn nứt chân chim, tạo cho em nó có một cái vẻ đẹp rất là hồn nhiên và đầy cá tính trong cuộc sống luôn. Hai cụm đèn đứng nguyên bản hết. Trang bị là ốp inox, bốn cánh cửa là dán toàn bộ phim cách nhiệt nha cô chú anh chị nha. Nội thất nè, sạch sẽ và cực kỳ là liền lạc. Đây cô chú anh chị, da nè, đây là da rim nha. Đấy, đẹp không? Phủ số máy móc êm lắm. Đối diện bên đây Trần Anh còn thêm một mẫu Jolly. Em này sản xuất 2004 màu đen, trâu già thích gặm cỏ non. Cũng đi đôi cho em nó là bộ tem rin ẩn mình vào một cái màu đen pha lẫn một cái màu bạc, tạo cho em nó một cái điểm nhấn, tạo cho em nó một cái hài hòa rất là tuyệt vời. 60A09281, bánh treo hết toàn bộ nha. Dòng này kết hợp chủ nhà đã lên cản phía sau nè, đầy đủ tính năng rồi. Màn hình camera dê, máy 2 chấm luôn. Hai cụm đèn đứng nguyên bản nguyên rin hết. Đi đôi là tem rin nè. Đây là tem rin 100% nha cô chú anh chị nha. Anh chị thấy bộ tem rin đẹp không? Rất là cá tính, rất là hài hòa. Bốn ở vỏ con này đâu đó còn khá là mới, 80% mâm đúc. Bề gác chân chủ nhà cũng đã lên đầy đủ cái tính năng rồi. Ba ga cản nè, đó lên toàn bộ ba ga cản hết rồi. Nhìn cực kỳ là hầm hố và cực kỳ là sang trọng luôn. Discovery là đường dẫn đến vinh quang. Đăng kiểm tháng 2 năm 2022. Hai em này vừa đăng kiểm mới, vỏ mới tinh rồi nha cô chú anh chị nha. Năm mâm đúc, hai cụm đèn trước là nguyên bản nguyên rin hết. Cục máy thì bao chất rồi. Máy móc thì Trần Anh dám bảo hành cho cô chú anh chị thì Trần Anh không phải ngại vấn đề về máy nha. Đây là mẫu xe tầm trung, bà con mua về che nắng che mưa. Một mẫu xe Jolly là thương hiệu của Nhật Bản. 8 chỗ ngồi nha cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị nè, Discovery nè, đường dẫn đến vinh quang. Biểu tượng của Mitsubishi, bề ba ga các chân chủ nhà cũng đã lên rồi. Dòng này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu luôn. Để xem nội thất em này có những gì ạ. Đi là vô lăng 4 chấu nè, cụ số chủ nhà lên một cái cụ số lớn nè, để cho cô chú anh chị dễ sử dụng. Màn hình camera dê Trần Anh cũng đã lên hết toàn bộ rồi. Xe chả thiếu gì hết. Giá đâu đó thì hai con bằng giá nhau 125 triệu hai con. Cô chú anh chị thích em nào? Vàng két, đen. Vàng két thì nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai, màu đen mạnh mẽ nhưng đầy uy lực trong cuộc sống nha. Đẹp như vậy, ghế sạch sẽ không? Đó, mẫu xe 8 chỗ đó bà con ạ. Che nắng che mưa, dòng này cũng hay dần làm thôi. Chắc không? Vỏ đội Sico dưới gầm là còn nguyên bản như thế này. Chất đóng cửa rất là liền. Đẹp như nhau. Toàn, mở nắp capo hai em cho ly lên đề máy hết lên cho anh. Trần Anh sẽ quay một cặp và thử máy cho cô chú anh chị coi luôn nha. Nước sơn rin còn đây nè cô chú anh chị nè. Chất sơn rin còn màu đen nè. Dòng này sạch sẽ cực kỳ rồi. Nội thất bao chất. Tắp bi cửa này sạch sẽ, giá rẻ. Giá cực kỳ là thơm thảo đến với tay người sử dụng luôn. Cam hành trình Việt Map nè, đầy đủ các tính năng này nha cô chú anh chị nha. Màn hình camera dê nè, máy lạnh mở phát lạnh ngắt rồi nè. Đang mở máy lạnh luôn nè. Chất nội. Anh chị trải nghiệm cục máy nè. Em mở hai nắp capo lên em quay cho cô chú anh chị coi cục máy của hai em Jolly này như thế nào nhá. Quay một cặp. Chúng ta đi về phần em đen này đây cô chú anh chị. Cục máy khá là êm ái. Máy nè.
chất chưa? Nè, không đổ hơi nha, không đổ hơi, toàn bộ là ổ ga FI hết toàn diện rồi, đã lọc lặp đầy đủ các kiểu rồi nha cô chú anh chị nha. Dàn trước của em nó nè, đẹp như thế này, một cái giá quá rẻ, 125 triệu chưa hết đâu, chẳng anh còn bớt cho bà con cô bác nữa. Ok chưa? Hơn 100 triệu sở hữu ngay mẫu xe tầm trung, hàng của Nhật, đi cực kỳ là hoành tráng đó. Đèn đóm đầy đủ cái tính năng chưa? Tiếp theo là cục máy của em vàng nè. Đây cô chú anh chị, hai em này quả máy cực kỳ là êm ái nha. Đẹp như nhau nha bà con nha. Hai bên nè, dàn trước của em nó nè, đèn nè, đèn đi đôi là đèn green hết. Nó quay một lần một cặp luôn. Em này chưa có màn hình đúng không? Tặng màn hình đi, tặng màn hình camera gear đi cho nó đủ cặp nha, như vậy mới đồng bộ được. Đó, chắc nội hai quả máy không có dấu hiệu đổ hơi nha cô chú anh chị nha. Đây nè, bút xoay cam cò đang bơm nè. Đây là ổ ga FI, dòng xe bản đủ hết toàn bộ, bét full hết toàn diện nha. Hai em vừa mới đăng kiểm tức thì luôn. Đó, xe sạch sẽ không? Sạch sẽ lắm. Con này gầm bề là không có dấu hiệu là mục ngọt đâu, cho nên cô chú anh chị yên tâm. Đây chừng anh quay luôn phần gầm cho bà con có mấy con nè. Quay gầm hai em nhé. Là gầm bề của em nó nè. Mấy dòng này vẫn động hầu như là toàn bộ cầu sau hết nha. Dễ phần gầm không? Đó, gầm mới tinh nè. Đời 24. Xe chuẩn lắm. Mấy mẫu này cô chú anh chị mua về, cô chú anh chạy, anh chị chạy thì chả bao giờ cô chú anh chị ới chừng anh đâu. Đó, chừng anh dám nói câu đó luôn. Chả bây giờ Trần Anh ơi, xe này bị này, xe này bị kia, không bao giờ có chuyện đó nha. Đây này cô chú chị, có gầm bề của hai em nè. Hai em cùng đời, sản xuất 2004 hết nha cô chú chị nha. Đam mê mẫu nào thì alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng luôn ạ. Một lần nữa cho anh xin kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.